những nét vẽ điêu luyện, hình ảnh người mẹ, cô con gái, những người lính biển Việt Nam nơi đầu sóng dần hiện ra qua bàn tay tài tình của họa sĩ Lê Phong Giao. Tất cả đều được tạo ra từ những hạt cát thân quen và mộc mạc. Gần đây, tranh về biển đảo quê hương xuất hiện dày hơn trong các sáng tác của Lê Phong Giao. Hơn bao giờ hết, họa sĩ muốn bày tỏ, gửi gắm một tình yêu quê hương đất nước theo cách của riêng mình. Trong cái bối cảnh tình hình đang nóng lên ở Biển Đông á, thì người Việt Nam ai cũng có một cái cảm xúc riêng. Thì tôi cũng muốn có một cái gì đó, làm một cái gì đó để gửi đến những anh chiến sĩ ngoài biển đảo xa. Hàng ngày, công việc biên tập viên truyện tranh ở nhà xuất bản Trẻ khá bận rộn. Mỗi khi ý tưởng xuất hiện, anh tranh thủ thời gian để nguệch ngoạc trên giấy những nét phác họa. Qua những sáng tác của Lê Phong Giao, người xem không chỉ cảm nhận được đôi bàn tay tài hoa, cái đầu nghệ sĩ, mà còn cảm nhận được một trái tim đau đáu với thời cuộc, với đất nước của anh. Suy nghĩ tới đâu là vẽ tới đó. Ví dụ như vẽ về lên phác thảo trước, rồi tập luyện bằng vẽ trên bàn tranh cát. Rồi khi mà thấy tập luyện nhuyễn rồi thì mới bắt đầu lên thật. Từ đầu tháng 5 đến nay, họa sĩ Lê Phong Giao đã cho ra đời 3 clip tranh cát có chủ đề Biển Đông, bao gồm Hướng về Biển Đông, Mẹ kể con nghe, Tổ quốc nhìn từ biển. Sau khi các tác phẩm được phát sóng trong chương trình thời sự bản tin tối của kênh VTC1 và đăng tải trên Internet, họa sĩ đã được nhiều bạn đọc ủng hộ và chia sẻ trong các trang viết cá nhân của mình. Có thể là khi người xem clip nó sẽ có cái sự đồng cảm và có thể là truyền tải được những cái cảm xúc của mình đến cộng đồng người Việt Nam yêu nước và là bạn bè thế giới. Tình yêu nước luôn thường trực trong mỗi con người. Với người lính biển hôm nay, có thể là ý chí kiên cường, quyết tâm bám biển. Còn với họa sĩ Lê Phong Giao, tình yêu ấy chính là những sáng tác liên tục của anh về đề tài Biển Đông, truyền tải một thông điệp rõ ràng. Chúng ta là người dân Việt Nam, hãy luôn sát cánh bên nhau, cùng hướng về Biển Đông với tấm lòng chân thành và yêu thương nhất.